Iran hôm 25 tháng 6 công kích chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các lệnh cấm vận mới nhắm vào lãnh tụ tối cao và các quan chức cấp cao khác của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trên truyền hình nhà nước Iran, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, hành động của Tổng thống Trump vĩnh viễn khép lại kênh ngoại giao giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton phát biểu rằng Hoa Kỳ sẵn lòng nói chuyện với Iran. Tổng thống đã để mở cánh cửa cho các cuộc thương thuyết thực sự để có thể loại bỏ hoàn toàn và một cách có kiểm chứng chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, hệ thống phóng phi đạn đạn đạo, sự ủng hộ của họ đối với khủng bố quốc tế và những hành động hiểm ác khác của họ trên toàn thế giới. Tất cả những gì Iran cần làm là bước qua cánh cửa mở đó. Tổng thống Trump hôm 24 tháng 6 thực thi những lệnh trừng phạt mới nhắm vào đại giáo sĩ Ali Khamenei và các cộng sự của ông. Washington nói rằng những biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và hỗ trợ các nhóm chủ chiến.